Đợt này trời đang giông bão, mưa suốt cả ngày luôn nên là mình không có thời gian đi quay nhiều video cho các bạn xem do vì lý do thời tiết. Hôm nay thì mình sẽ quay mấy cái video về những cái cây mình đã lấy từ ngoài đường về mình nuôi. Đây là cái cây xanh gác cổng ở trong video trước thì mình có lấy ở cái ngôi nhà hoang các bạn ạ. Đấy thì nó mọc trên một cái bờ tường ở trên trụ cổng như này thì mình đã cắt và mang về. Cây này thì gốc cũng khá đẹp nên là mình đã cho vào cái chậu và mình trồng. Mình quay lại cái video trước để các bạn có thể nhớ lại cái video mình lấy cây xanh này. Đến tầm này thì được khoảng 3-4 tuần rồi các bạn ạ. Thì bây giờ nó đã lên mầm và xanh tốt như này rồi. Mình cứ để nó lên mầm khoảng thêm một thời gian nữa để cho cái mầm nó dài hơn. To hơn thì mình sẽ uốn. Căn bản mà cắt sớm thì cái rễ nó sẽ phát triển, nó sẽ chậm. Để cái cây như này thì nó phát triển nhanh. Sẹo nó cũng bó hết rồi các bạn ạ. Mấy hôm nữa thì mình cũng phải xử lý lại cái thân thì mình cắt sát hơn về phần cái mầm để cho nó bo sẹo tốt hơn. Đây cái cây sung hôm nọ mình cắt chọc rồi thì được khoảng tầm 2-3 tuần thì nó mọc tùm rồi. Còn đây là cái nhân vật chính ngày hôm nay. Cây dâu này thì mình lấy được ngoài máng các bạn ạ. Mình đào cái cây dâu này vào từ ngày mùng 10 tháng 1 dương lịch. Đến hôm nay thì là tháng 8 rồi thì nó rơi khoảng 7 tháng. Lúc mình đánh nó thì gần Tết các bạn ạ. Lúc đó thì vẫn mùa đông nên là cái cây nó nảy mầm hơi lâu. Mất tầm 1 tháng nó mới nảy mầm. Sau đó là dính vào đợt rét thì nó cũng lai dài lắm các bạn. Nó cứ nhú mầm mãi mà nó không lên được vì rét quá. Đến lúc nó lên được rồi ấy thì nó lên toàn quả các bạn ạ. Không có lá mấy mà toàn quả luôn. Mình lại phải nhặt hết cái quả đi. Mình cho nó phát triển, giữ lại một ít. Thế là về sau ra quả rất là to luôn. Ra quả bằng ngón tay trỏ luôn. Quả rất là to và mọng. Ngọt nữa các bạn ạ. Lúc nó đen xỉ ấy, rất là ngọt. Đấy thì mình bây giờ mình tỉa qua cho các bạn xem qua về cái cành. Thì lúc đánh thì các bạn hình dung nha, nó chỉ có mỗi hai cái thân này thôi. Đấy thì lúc đánh thì nó dài hơn một xíu, khoảng tầm 2-3 phân. Thì sau đó là mình đợi cái mầm nó ra, mình hay cắt sát cái mầm để cho nó bo sẹo ấy. Nên là các bạn cứ hình dung là cái thân nó như này luôn. Còn đây là cái phần mình đã nuôi, mình đã uốn khoảng 1-2 nước. Thì bây giờ mình đang nuôi cho nó mọc ra. Khi nào nó to gấp đôi như này thì mình sẽ cắt giật, thu ngắn nó lại. Còn bây giờ đang trong quá trình nuôi thì mình sẽ cứ để cho nó nuôi rừng. Lẽ ra là cái phần này nó kín lá luôn nhưng mà để làm video cho bạn xem. Nên là mình cắt bớt lá đi để cho các bạn dễ nhìn. Đấy thì mình lấy cành thì mình hay lấy cành kiểu đối xứng này. Nghĩa là từ một cành mình sẽ chia ra làm hai cái cành nhỏ hơn này. Đấy nó đi về hai hướng ngược nhau luôn. Đây là cái đoạn video đợt trước quay cách đây khoảng 1 tháng thì lúc đấy mình mới bắt đầu gỡ dây. Đấy thì gỡ dây xong thì mình nuôi thả. Đấy thì nói chung là cái cây dâu thì thuộc lại là rất là dễ chơi các bạn. Mà đến lúc mà nó ra quả được nuôi mà hoàn thiện ấy, đến lúc mà ra quả tay cành đẹp thì tuyệt vời các bạn ạ. Dâu thì được cái nó rất là dễ sống, mình trồng được cả cành luôn. Dâm cành nó vẫn sống, vẫn lên. Cây thì nó đang bắt đầu có bo sẹo đây các bạn thấy không. Khi nào mà cái cành này nó mập lên này, nó kéo hết sẹo thì lúc đấy là đẹp. Có hai cái sẹo to hơi to thì chắc là cũng kéo sẹo thì cũng khá mất nhiều thời gian. Đấy còn lại những cái cành tay cành ở bên tay trái thì mình làm nó cũng trước một xíu. Nên là nó cũng khá là mập rồi. Chỗ này thì mình sẽ lấy một cái cành nữa các bạn nhé. Đấy mình lấy một cái cành nữa mình thả xuống đây. Thì cho cái cây nó nhìn nó ấm hơn. Qua 7 tháng thì nó chỉ được như này thôi các bạn ạ. Cây này thì mình dự tính làm khoảng trong 2 năm đến 3 năm. Đoạn này thì vẫn trong quá trình nuôi để cho nó to cái cành. Gần như cái cành... chính thì đã hoàn thiện rồi. Vậy sau mình chỉ cắt ngắn đến đây thôi. Đấy thì cái thân này thì hoành nó khoảng tầm 40cm các bạn ạ. Cái gốc khoảng 40cm. Gốc dâu này thì khá là bự, lưu lực các bạn ạ. Cái này về sau cho vào một cái chậu chữ nhật hoặc chậu tròn oval thì rất là đẹp. Đấy các bạn thấy mặt đằng sau này, tay cành mình nuôi thì mình uốn cơ bản như này. Về sau nó sẽ phát triển lớn hơn này. Thì những cái vết sẹo như này thì nó sẽ rất là nhỏ lại. Cây nó sẽ nhìn nó đẹp hơn và mình sẽ cắt giật và mình sẽ nuôi những cái cành cấp 2, cấp 3. Còn bây giờ thì mình vẫn nuôi cành cấp 1 thôi, chưa có cành cấp 2. Đấy các bạn thấy gốc dâu này thì rất là tuyệt vời, không có bị lũa bên trong gì cả. Đặc thịt luôn. Này cây mà chỉ đánh ngoài vừa máng vừa ruộng mà đẹp như này các bạn ạ. Nên là video này tạo động lực cho các bạn chăm cây. Khi nào cây đẹp hơn thì mình sẽ tiếp tục quay video cho các bạn xem. Khi nào cành nó phải to như này các bạn ạ, cành trên nó phải to như này mới ok này. Thấy video hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ mình các bạn nhá.